À, chào mọi người trở lại với kênh của mình ha. Đây tình tay mình đang cầm một chai thuốc dịch tả. Thuốc dịch tả ha. À, anh Thận nó có cái kim vậy. Thì giờ ông sẽ vô cái kim. Vô cái chai thuốc này rồi đem đi chích 2000 gà con bên chỗ anh Thệ. Lên được mà lên được không đây? Lên được mà lên được. Bên kia lên chưa kìa. Thì mua đại đi, thằng mua đại đi. Thằng ông trai hả? Mày cái nào à? À. Cái nào được. Mà cái nào? Cái này phải không? Cây nào cũng xài được hết á. Nói chung cây nào cũng xài giống nhau à. Về tả. À mấy ai nói nghe chết rồi. À đây gà của bên đây là 24 ngàn, 24 25 ngàn chứ không phải. Không phải đây không thể có thông qua lấy con thằng bố. Đây. Thầy luôn tấm con thầy. Rồi đó, anh thằng vô xong đó. Cái tấm con đó. Cho cái anh thông đi. Cái anh thông vậy, trong bịch có. Lấy cái mới luôn hả? Lấy cái mới luôn. Cái cũ, cái mới đâu sao lấy cái mới, cái cũ có mà. Lấy cái mới nè. Cái cũ rồi. Còn đây là kim để vô bịch chích kìa. Có đâu? Sao không có? Lấy cái cục lên mật lên. Để cái kim thông nhắc của tầng này nè. Lấy cái cũ á. Lấy cái mới mình xài kia ủ. Đàng hoàng, bé thẳng hoàng kia mua mẫu rồi lấy chồng cái mới nè. Phí thôi không có địch gì á. Bữa nào mà không đáng lấy thì xài này. Phí. Con thể, con thể có nè. Dĩ kim cũ người ta nguyên dĩ, ta để kim cũ luôn, cho thấy đường luôn á. Một kim chưa? Hả? Một kim mà không chưa? Ủa rồi, ủa nãy miếng giấy đưa ai cầm giúp rồi hả? Ờ, nãy ai cầm á, nãy như... Kim lưng mua 10 ngàn dĩ, mà ổng thủy lên 445 ngàn. Lên dĩ á. Tông hồi gà, đây mình nói anh Phúc. Bảo Thành cách mạng không? Anh Thận thì nuôi mười mấy ngàn gà lắm rồi. Rồi. Công chuyện này làm giống như hầu như mỗi bữa luôn. Quen. Bỏ vô luôn nha. Hả? Tôi muốn chia để em bán cho. Sực ngon ngon. Ngon. Ngon lành thì giờ đi thôi. Không phải cái này là đi. Có nửa chai cầu tùng thôi đấy. Ngay hình tiếng bữa qua tao ra nó hỉnh giáo tao rồi xài thuốc sao. Hiệu quả dữ vậy. Qua mấy gà nó hưởng giáo con luôn rồi. Rồi đi qua chuồng gà chết thôi mọi người. Quá này thay đổi. Nói thật là tao xài. Mắc là xài không hết. Tao chuyển sống lại cầu trùng có 400 ngàn chai á. Mắc mà xài không hết. Ừ đúng rồi không hết. Rồi á là xài ấm sinh học. Gà nó mau lớn mà nó suôn sẻ bệnh dễ trị hơn. Rồi ngăn ra. Ngăn chuồng ra. Anh hai đang ngăn với anh Lam bệnh rồi ngăn chuồng ra kìa. Cũng như mọi bữa thôi. Chích thì chia làm hai chuồng, chích xong rồi thải bên kia. Chích xong bên này thải bên đây. Thôi, rồi gà thì nhỏ thì nó nằm lúc nào cũng ở trong chuồng gà rồi, khỏi cần gom lại nữa. Gà này tầm 24 ngày. Đó. Đó mọi người. Đó. Hiện tại là trong chuồng là có 8 người, 9 người. Thì mình hãm cho nó là 10. 10 người thì mình đánh nhanh lắm mọi người. Ngàn gà này đâu cấp tốc luôn. Rồi xong mình chuyển qua cái chuồng mé bên bên kia. Cũng cách đây khoảng 30 mét rồi. Mình sẽ làm 1000 con gà còn lại. Vậy là xong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay là có hai công đoạn nha mọi người, một là chích dịch tả, hai là cà mổ gà. Thì giờ một bên mình làm luôn hai công đoạn luôn. Cái máy nó đỡ. Ở cấp 2 có 4 cái bội, 3 cái bội ra tới đây không ai cái máy được. Em thích cái bộ chồng ghế cái máy rồi. Ai cà máy thì cầm máy. Vậy nãy em thích cái bộ cho mấy người chích. Nó lùi nó ém lại như mọi người. Ém gì đâu. Con Tấn con có máy chưa Tấn? Con đi chắc họ có máy chưa? Ghế luôn có nữa nè. Ta gắt chồng ghế với cái bội với cái máy rồi. À, giới thiệu luôn. Thì đây là mình bắt gà, mình bỏ vô cái bội bên đây. Bỏ bên đây xong mình cà mổ gà xong mình thải qua bên kia. Thải qua bội bên kia thì bên kia sẽ tiến hành
chích dịch tả. Còn bển kìa. Sau chích dịch tả thải bên bên chuồng trống bển là xong. Đó. Ăn qua cái đành nó quay với dính không nữa. Nhanh gọn. Lấy thùng bê á, thùng bê để lên. Thì thùng số ăn mà nó đang gì? Vậy là chỉ cần hai người bắt thôi là đủ rồi. Cái bao tay qua đủ không? Cái nhà này có mình Vũ. Được, được mấy cái máy mà nhà này phải có mình Vũ nữa được không? Đó, đây là kỹ thuật của quê mình đó mọi người. Ý là được nhiêu bao nhiêu đó hả? Công việc hàng ngày nói chung là mọi người cần làm luôn á. Vòng à vòng lo. Thì mình sẽ thường xuyên cập nhật thông tin cũng như đăng video để cho mọi người tham khảo coi thấy có cách nào hiệu quả thì mọi người có thể áp dụng hoặc mọi người có thể tham khảo để biết. Rồi tắt đèn. Vậy mà điện mất rồi. Tắt đèn là chuẩn bị đó. Bị điện rồi lắm. Mất rồi. Tự nhiên người tối thôi rồi. Ta có rồi anh Thầy mới đụng mà cũng hết trơn á. Thầy đụng lộn rồi. Chứ Thầy mở đây với ai biết. Trời ơi đụng mà biết gì đó thì nào trời. Nè nó thăng cái gì rồi. Trời ơi. Trời ơi. Thấy không quá đầy rồi. Không một nồi mà bà thấy nó không có ghim gì đâu mà không biết một nồi chứ quá trời luôn. Không biết đường không còn xì dây làm dấu nữa. Dây điện như mạnh nhà anh nhớ mấy người. Có biết đường luôn. Rồi. Rồi giờ là chờ cho nó nóng lại nữa cái cà mỏ này nè. Thì hôm hả mình có video mình có ra rồi cái máy cầu mỏ này rồi với lại cách cà mỏ gà rồi thì hôm nay đó, mọi người có thể xem lại ha. Rồi tiến hành xúc gà cho xong đi. Rồi xúc gà cho xong mọi người ơi. Mãm. Ồ, một mình làm cần hết luôn hả? Phải không? Cái này mình cầm máy rồi mình không thể giúp được. Mình đi quay mình cho mọi người coi nên mọi người có gì thông cảm đừng nói thằng này nó tới ngày đứng không thôi chết đi. Dạ, rồi. Hốc đại. Đây, có một anh này anh xuống phụ rồi. Tuấn. Rồi thôi giờ mình quay cái cảnh bên đây ha, bên đây nhộn nhịp hơn nè, tại có gà rồi nè. Đó. Nóng nóng 600 độ C đút cái mỏ vô nè. Đó, thấy chưa? Máy này nóng cỡ 600 đến 800 độ C nhưng mà. Đó, nó dữ vậy. Đó. Đó. Quay bên chị Dân ha, bên đây có cái máy đang nóng mình đưa đi không cẩn thận nè, nghe xèo xèo. Xèo xèo mà thơm thịt nướng nó mới ghê. Thôi mình qua đây ha. Đây cho mọi người coi cảnh kích thuốc dịch tả nè. Mọi người các kênh thấy gì tí kích không? Thấy gì tí kích với cách kích là vậy đó. Mở cánh lên rồi kích với bề cánh đó. Cái này có 10 cánh. Chạy ra đằng nó nè. Má đi bữa đem lấy bình Hận bỏ bên nhà anh đụng ngồi đợi tới khuya đợi chích mẹ luôn. Hận vô lấy xe con đi về đi. Anh không điện qua rồi không ngồi đó đợi hồi đi về chứ đâu có biết đâu. Nay ai cũng là nông dân hay sức giỏi vậy tên. Mấy thằng là bán gà nó chết chết luôn. Lúc mỏ vô rồi một khói bốc lên ngút hả? Có mùi rồi xương nướng. Nuôi con gà này thì nó có giai đoạn hết.
thì bà con đây nắm được cái mấy giai đoạn đó thì mình chích thuốc nó phù hợp với từng giai đoạn rồi. Nên giờ mình sinh trưởng tốt. Nếu mình không biết quy trình thì mình làm thì không đạt được, ví dụ có thời gian bé mình kéo dài ra khoảng hơn là 4 tháng hoặc giả là nó mình sẽ bị bán lúa non kiểu không nó nguy hiểm á. Bà con chú ý ha, thì gà tầm 24 ngày thì mình sẽ chích dịch tả cà mỗi gà cả để cà để hạn chế nó rỉa lông của nheo và nó mổ cắn mổ mấy con gà khác. Dạ đây là xong hết rồi đó. Nhanh lên. Đây cũng vậy. Đây thì mấy anh cũng cà và chết luôn. Đó, cho anh Phúc chết nè. Cái nào mình học được thì mình có thể học. Không cái nào thì mình không được thì mình tham khảo. Mày có quay vô ngay tao nghe lại, tao ở tận tuần nghe lại. Dạ. Vậy là em quay xuống dưới thôi, không quay xuống trên rồi đâu ai biết mà. Vô cái nhâm nhi cái hết ngày 2 giờ sáng về sớm 2 giờ sáng về sớm. Trong nguyên tắc của họ gà là chỉ về sớm không có về trễ mọi người, như nếu mà về trễ không cho về kiểu nguy hiểm là... sao nguy hiểm á là 1-2 giờ là đúng rồi, 1-2 giờ là sớm, còn 12 giờ là quỳ về là đúng sớm rồi, còn 11-12 giờ là trễ không cho về, giờ cũng ngày sau luôn mà sau 12 giờ khuya nha, ý mấy anh là vậy đó, giờ cũng ngày sau luôn. Bữa nào mà về trễ rồi vợ chửi chết á. Giờ nó mới thằng nhậu, bạn nhậu của ông chết đâu hết rồi mà để cho ông về vậy đó. Thì bước bên rồi, rồi hai chai nghỉ. Bữa nay mà tao cắt nhanh, mà chút nhanh rồi rồi nghỉ. Tao tính lên dĩ chai mà. Nên chuồng thường là trấu thôi. Giống như... con chưa chết chết rồi. Nên trấu. Việc làm thì này làm ban đêm thì ánh đèn thì nó không có nhiều nên mình quay nhiều khi nó không rõ lắm, mọi người thông cảm nha. Cứ giờ về nó cũng từ từ vậy đó. Vợ chưa lẹ đi đang ngủ đó, không có ba quen vậy mà nãy bà vợ hỏi này có gà không đó ha, sao là nó giò nó vô phụ nó cái gì tả nó tết nó hai ngày tết à, vừa làm vừa nói chuyện cái nào không được cắt bỏ ra làm đúng rồi, nhưng mà để rồi không có nói tụi mày đang nói tụi mày bà rồi để vô. Đó
nghỉ vô nhậu đi, giờ nửa chuồng rồi, nửa chuồng nghỉ nè. À, anh Phúc anh đề nghị là nửa chuồng sao mà vô nhậu á. Rồi làm nông dân sản xuất giỏi á, mãi giỏi lắm. Mai nuôi lợi, làm lợi. Mai làm thêm nửa chuồng rồi nhậu tiếp. Nửa lợi mà con nào chưa chích lại rồi mới nhậu nữa. Anh này vậy là mua đã đứt sơn nhỏ về đã rồi hút đấy đi à. Ý kiến quá hay. Ngày mai con nằm ở đỏ là tức là xong rồi đục ra trời. Sao thấy nói ai cũng cười mà có thể đều thể mặt nhăn nhăn ta kỳ ta, chắc là tới do chủ nhà hả. Thôi là luôn. Đây gà đây. Làm liên tục luôn rồi mà không kịp luôn. Tại vì tới có một người bán tắt đèn. Gà nó bị phân tán. Kiểu nó thưa. Thưa quá rồi anh Lãm bắt không kịp. Nó gom gom lại thì dễ bắt. Có 2 cây nhiều. Đây thì sắp lịch hết rồi, cũng như ngày nào cũng có công việc hết trơn á. Khoảng khoảng chừng 2-3 ngày ha. Đa phần là vậy. Bánh còn nữa. Bánh còn nữa. Nó bay đâu, bay đây cái chai hút nè mọi người. Thôi mọi người nhìn kỹ nha. Hút này hút dịch tả. Có bán tên tiệm thú y tên toàn quốc ha. Rồi nó có một cái ống nha. Đường ống thông qua cái kim đó đó. Cái kim đó. Rồi chích vô nhà thôi. Bơm lên. Bởi vậy được. Là phải để về mới được. À đúng rồi đó. Bởi vậy chích chích hết hút luôn. Hút luôn. Nghĩa là mình để nguyên cái chai hút vậy anh hút nó dễ chảy ra. Hút hết luôn không? Để đi sửa lại mạnh lắm. Dễ hút. Nè mẹo nha mọi người. Ghi sổ nha. Rồi được rồi. Ủa Quý có thể mà mày kêu đi mua cái gì hả? Mua sầu bông. Hả? Mua sầu bông cái tay. Mua sầu bông cái tay, mua tí cái màu nào đi mất tiêu luôn vậy. Rồi vậy mà. Được chưa? Thì cũng sắp xong rồi mọi người. Bên kia còn khoảng 200-300 nữa là xong rồi. 200 rồi thì thôi, mình cũng giới thiệu cho mọi người như đây thôi ha. Thì công việc cũng vậy, chuồng bên kia thì cũng làm y chang vậy chứ cũng không gì. Chuồng bên kia thì cũng cà mỏ và chích dịch tả như vậy luôn. Thì tại vì gà này em thẩm thì mình dài qua hai chuồng nó cũng như nhau mà. Rồi thì video mình chắc tạm dừng tại đây. Thì chúc bà con làm ăn phát tài phát lộc. Mọi người dồi dào sức khỏe hết ha.